Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký chiến trường ca, người về sau cuộc chiến. Tác giả Võ Hữu Thành, cựu chiến binh, lính trinh sát tiểu đoàn 2, trung đoàn 143, sư đoàn 315. Tập 6, mùa chiến dịch. Trời càng về khuya, đêm càng lạnh buốt, sương rơi dày đặc, núi càng dốc đứng treo leo, từng bờ đá. Đơn vị tôi vẫn hành quân bám níu tiến lên trong im lìm lặng lẽ. Thỉnh thoảng từng trái pháo mổ côi của tụi Pốt từ trên đỉnh núi bắn cầm canh vu vơ, xoẹt âm phá tan cái không gian tĩnh mịch. Những ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt. Có lẽ giờ này cũng khuya lắm rồi. Ở quê nhà chắc mọi người cũng đang chìm vào trong giấc ngủ, trong vòng tay yêu thương ấm áp của gia đình. Còn nơi đây, những người lính chúng tôi vẫn ba lô súng đạn, đang cố gắng từng bước chân dò dẫm giữa trời khuya. Trời tối mịt mùng, không gian như cô đặc. Tôi vẫn bám theo chân người phía trước. Sau lưng tôi, đồng đội cũng từng bước theo tôi. Lúc này tôi có cảm giác mặt đất đã bằng phẳng hơn. Đi được một đoạn, nhưng đội hình bỗng trùng lại, ùn ứ rồi trong im lặng, chẳng có câu truyền lệnh nào. Nhưng với người lính chúng tôi, chỉ biết im lặng và chờ đợi mệnh lệnh. Hai cái chân mỏi rã rời, tôi ngồi xuống tranh thủ nghỉ ngơi. Trời càng rét lạnh kinh hồn, cơn buồn ngủ ập tới, níu kéo hai bờ mi. Đồng hương, mình ngủ miếng nha. Nếu có đi, đồng hương kêu mình nhé. Tôi nói nhỏ vào tai người đồng đội đi trước, rồi tựa vào ba lô, lim dim ngủ gật, vừa sợ vừa lo. Tôi vớ được sợi dây rừng, buộc vào ba lô của đồng đội tôi, còn đầu kia tôi buộc vào cổ tay của tôi, vậy là yên tâm. Tôi chìm vào giấc ngủ ngay, nhưng lạnh quá, tôi xoay bên này, trở bên kia. Được một chút, tôi tình cờ duỗi cái chân chạm phải một đồng đội tôi cũng nằm cạnh chỗ tôi. Trong cái lạnh, mình cố sát vào nhau tìm hơi ấm. Sao tôi thì lạnh quá không sao ngủ được, còn cái anh chàng nằm kế bên tôi sao ngủ ngon thích kia. À thì ra anh có cái chăn đang đắp, chắc là sĩ quan, chứ lính lác tụi tôi làm gì có chăn mà đắp. Thôi kệ, mình đắp ké với, chắc anh không nỡ la mình đâu. Tôi nghĩ vậy rồi kéo chăn đắp chung. Đang ngon giấc thì cái tay của tôi bị sợi dây kéo ngược. Tôi giật mình ngồi dậy. Trời cũng mờ mờ ảo ảo, chưa nhìn rõ mặt người. Tôi thấy có một anh lính bước đến chỗ tôi, cúi xuống lấy cây chăn đắp lại cho người đó một cách rất thận trọng, như sợ người thức giấc. Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, trong sự tò mò muốn biết người đó là ai. Anh lính đó hình như biết được suy nghĩ câu hỏi của tôi, liền nói: đây là các đồng chí trinh sát sư đoàn mình đấy, vừa hy sinh chiều hôm qua. Trời ơi, giờ tôi mới thấy còn ba cái xác nữa đang nằm xếp thẳng hàng với nhau. Vậy mà tối qua tôi cả gan kéo chăn đắp chung. Tụi mình bên bộ phận vận tải khiêng tử sĩ về sau, đến đây trời tối đành nằm lại. Người lính nói như giải thích với tụi tôi. Tôi hoang mang lo sợ, nhưng cũng lỡ rồi, biết làm sao. Tôi thầm khấn vái: đồng đội ơi, mình không biết, hãy tha thứ cho mình đã mạo phạm kéo chăn, hãy phù hộ cho mình nhé. Tôi vội bước đi theo đường hành quân vẫn còn phía trước. Đội hình của đơn vị vẫn chậm chậm im lìm từng bước. Chúng tôi chỉ nói chuyện nhau bằng hơi gió khẽ, bằng tín hiệu bàn tay và ánh mắt hay những cái lắc đầu. Đói quá, tôi lấy phong lương khô ăn từng miếng nhỏ, không dám nhai mạnh. Rồi chúng tôi bắt đầu đào hố chiến đấu cá nhân. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Giờ gờ đang chờ đợi, từng phút giây hồi hộp, từng muỗng đất vội vàng đào bới, nhưng tuyệt đối không cho phát ra tiếng động. Trời ơi đá, tôi đào xuống khoảng bằng găng tay là gặp đá lớn, phải rời vị trí khác. Đến cái thứ ba, tôi mới hoàn thành một cái hố chiến đấu cho mình. Vừa mệt vừa đói, có bì đông nước cũng không dám uống, chỉ nhấp môi thôi. Tôi đánh dấu cho hướng chiến đấu của mình trên nền đất. Bên trái tôi là thằng Bình, người Phú Yên mang khẩu B40. Bên phải tôi là thằng Đức, người Quảng Ngãi vác cây RPD. Tôi suy nghĩ miên man, lo lắng trong lòng, không biết sẽ ra sao. Tôi lầm rầm khấn vái: ông bà cô bác phù hộ cho con,
con chỉ là người lính, con không muốn bắn giết ai, nhưng vì nghĩa vụ, con phải làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Màn đêm buông xuống nhanh, tôi nhảy xuống hố cá nhân của mình, lấy tấm đắp quấn quanh người, lấy khẩu súng để ngay ngắn trước mặt. Mấy ngày qua hành quân, trèo núi rã rời, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình tỉnh dậy, thấy xung quanh lặng lẽ như tờ, tôi kêu khẽ. Bình ơi! Không tiếng trả lời. Đức ơi! Cũng lặng thinh. Tôi thấy bắt đầu lo sợ. Tôi mò đến hố cá nhân của thằng Bình, chẳng thấy gì hết ngoài cái hố trống không. Tôi quay lại chỗ thằng Đức cũng vậy, đưa hai tay tôi ôm xuống nền đất chỗ nó ngồi. Tôi thấy vẫn còn hơi ấm. Có lẽ đơn vị đã hành quân di chuyển trong đêm mà tôi ngủ mê không hề hay biết. Nước mắt tôi chảy xuống. Tôi thầm trách đồng đội bỏ rơi tôi giữa núi rừng này. Giờ phải làm sao đây? Bằng bản năng tự nhiên và qua những bài học trinh sát của ngày nào, tôi cố gắng lấy hết sức bình tĩnh, hít thở thật sâu. Tôi nhớ hướng hành quân của đơn vị lúc mới đến. Tôi bắt đầu chạy. Trong đêm tối của rừng già bao la, vấp té, ngã rồi đứng lên, mọi sức lực tôi dồn vào đôi chân, và ánh mắt cứ nhìn thấy vạch sáng sáng màu xanh mờ của lá ủ trong rừng. Khi có vật hay người đi qua là nó có phát ra cái màu xanh ấy. Chỗ nào màu xanh càng nhiều là tôi theo lối đó. Tôi đi như chạy, bao lần té ngã, toát cả da thịt, mặc cho máu chảy, quên luôn cái lạnh thấu xương. Trời gần sáng, những vệt màu xanh xanh cũng gần như mất hết. Thì tôi vừa đuổi kịp theo đội hình, vừa mừng vừa giận, vừa trách móc. Nước mắt tôi tuôn rơi, nghẹn ngào, thổn thức. Tôi gặp lại đồng đội tôi, trách móc thì cả đơn vị tôi, ai cũng nói là tôi được điều động về trinh sát tiểu đoàn, nên cứ tưởng tôi đã về tiểu đoàn rồi, nên không ai biết tôi bị bỏ rơi. Vừa giận trong lòng nên tôi vội đi ngay tìm về phân đội trinh sát của tiểu đoàn. Ngày đầu tiên về trinh sát, lúc đó khoảng tầm 4 giờ sáng, khi trời chưa sáng rõ, đội hình trinh sát của tiểu đoàn có 8 người, tôi về nữa là 9. Sau sự phân công của anh Trang, trung đội trưởng, tôi đi trước cùng 5 đồng đội nữa. Vừa bước ra từ mỏm rừng xanh của đỉnh đồi 743, nhìn ra một bãi tráng đá mênh mông nhấp nhô. Trong làn sương mai còn bao phủ, những tảng đá to bự ẩn hiện, chúng tôi cứ nghĩ là nhà của tụi Pốt. Tổ trinh sát tụi tôi bắt đầu bám nắm, lom khom, bò trườn, lê lách đủ kiểu. Trời vừa sáng tỏ, chúng tôi phát hiện ngay một tốp lính Pốt. Nam có, nữ có, chúng đứng ngồi lố nhố gần bìa rừng, bên tay phải theo hướng hành quân của đơn vị. Tôi đếm nó có tất cả 22 đứa, mà có cả súng DK-75 nữa. Tim đập thình thịch, tôi bò ra, nằm hàng ngang với 6 tay súng lính trinh sát. Thằng Tư Ruồi nằm bìa cùng bên trái, đến tôi, rồi thằng Anh, thằng Tưởng, thằng Cường và thằng Nga, cả 6 thằng tôi, háo hức trong tư thế chiến đấu. Giữa tụi tôi và chúng nó chưa đầy 30 mét, tôi rê đầu ruồi khẩu AK vào từng đứa, nhưng chưa dám nổ súng. Tất cả nằm im, không được nổ súng. Mệnh lệnh phát ra và truyền đến chúng tôi, chỉ biết nằm im và chờ đợi. Trên bãi tráng đá nhấp nhô, chúng tôi nằm dí xuống bên những mép đá, theo dõi từng hành động của bọn chúng. Trời ơi hồi hộp, nòng súng tôi đã sẵn sàng, khóa súng cũng đã mở chờ lệnh. Nếu được nổ súng thì ít nhất cũng 5-7 thằng lìa mạng với tôi. 5 phút trôi qua rồi mà chẳng có lệnh. Trinh sát nằm yên, tiếp tục giám sát, không được nổ súng. Mệnh lệnh của cấp trên truyền xuống. Trời ơi tức quá, nhưng phải chấp hành thôi. Mấy thằng Pốt vẫn đi qua đi lại, ngồi xuống rồi đứng lên, tụm lại nói chuyện gì đó với nhau, rồi chỉ trỏ. Ui, chúng nó còn ăn mía nữa, không biết mía ở đâu mà tụi nó đứng ăn. Thời gian chậm chạp trôi qua, đến hơn 10 phút đồng hồ vẫn chưa thấy bên mình hành động. Không biết ông chỉ huy mình định tổ chức đánh như thế nào đây. Bỗng nghe cái rẻng thật rõ to. Một đồng đội bộ binh bên dưới đang triển khai đội hình té ngã, cây sẻng va vào đá, tụi Pốt phát hiện được. Thằng đứng trên tảng đá quất liền phát B-40. Ầm, inh, trái đạn bay vút qua đầu tụi tôi, nghe xoẹt, rồi mấy thằng còn lại cũng bắn liên tiếp mấy trái nữa, rồi bỏ chạy. Lộ rồi, 6 thằng tôi quỳ lên nã đạn. Tụi Pốt chạy tán loạn về hướng cụm rừng xanh bên phải.
Lúc đầu chưa nổ súng thì tôi còn ngắm từng thằng, nhưng sau khi nổ súng thì tôi chẳng còn ngắm nữa, cứ hướng mũi súng theo hai thằng bốt đang dìu nhau chạy mà xít cò. Tôi bắn chừng gần một băng mà không trúng được thằng nào, chúng vẫn cứ chạy. Bỗng một tiếng nổ chát chúa inh tai nhức óc ngay trong đội hình sáu thằng chúng tôi, trước mặt thằng Cường. Sau tiếng nổ kinh hoàng ấy, sáu tay súng tắt lịm. Tôi kịp nhìn thấy thằng Cường há cái miệng ngáp thật to như muốn kêu lên, máu trào ra từ cổ rồi ngã nhào về phía trước. Tôi sợ quá quăng cây súng chùi luôn vô kẽ đá, quả thứ hai cách đó vài mét, rồi quả thứ ba. Hai cái lỗ tai tôi ù đặc vò vo như bầy ong. Ngưng bắn, ngưng bắn ngay, tiếng của đồng chí đạo tiểu đoàn phó vang lên. Trời ơi, pháo cối 82 của đơn vị bắn phủ đầu trinh sát rồi. Tôi nhớ như in ông Khánh là người chỉ huy cho cối bắn, vì ông xác định sai khoảng cách giữa ta và địch, giữa 600m và 400m. Tiếng súng cũng đã im lặng rồi. Mấy thằng post giờ nó chạy cũng 8 cây số mà chẳng có xác thằng nào nằm lại, chỉ thấy máu me vương vãi trên bờ đá theo hướng chúng chạy. Chỉ còn đây xác của thằng Cường không còn nguyên vẹn bởi những trái pháo tiếp theo, và thằng Nga, thằng Tưởng trở thành thương binh giã tử vũ khí từ đây. Vừa giận vừa buồn, hoang mang tư tưởng, nếu mấy ông cho tổ trinh sát tụi tôi nổ súng thì điều đáng tiếc sẽ không xảy ra, mà tụi bốt cũng không còn cơ hội để chạy. Sau khi đơn vị tiến lên làm chủ cái ngọn đồi chỉ toàn là đá này, với mấy bó mía tụi địch bỏ lại cùng mấy chục quả đạn DK, chỉ còn ba đứa, tôi, thằng Tư, thằng Anh, cầm cái địa bàn mà chân tôi không bước nổi, mắt hoa lên không thể cắt phương vị. Tôi đưa cái địa bàn cho thằng Anh, nó cũng đi vài bước rồi cũng không đi được. Thằng Tư thì tội nghiệp, nó ốm yếu cũng run lẩy bẩy, cả đội hình không nhúc nhích được qua khỏi ngọn đồi để tiến xuống một cái phum làng của tụi bốt nằm dọc theo một con suối. Cũng may quá, lúc này trung đoàn 142 từ hướng khác cũng tiến lên ngọn đồi này hòa chung với đơn vị tôi và vạch đường tiến xuống giải phóng cái bản đầu tiên vùng biên giới này. Đơn vị tôi đi theo sau trung đoàn 142, cuối cùng cũng xuống được. Trời lúc này cũng đang ngả hoàng hôn, trong bản làng chúng tôi vừa giải phóng chẳng có bóng dáng của người dân, tất cả họ chạy theo post hết. Họ bỏ lại tất cả nhà cửa, heo gà, vịt như còn nguyên vẹn. Đây là cái phum làng của tụi post thì tất cả là chiến lợi phẩm. Mấy ngày trong rừng ăn lương khô, gạo sấy, thèm bữa cơm tươi, có gạo có thịt, bộ đội ta tự thưởng cho mình những gì mình thích. Đồng đội tôi, đứa thì lùng sục nhà này, đứa lùng sục nhà kia, đứa thì bắn heo, đứa bắn gà, bắn vịt, đem làm thịt. Lúc này anh Trang trung đội trưởng cùng hai đồng đội nữa đi tăng cường với đại đội nào tôi không biết, chỉ còn tôi với thằng Anh, thằng Tư, ba đứa, mặc cho ai làm gì thì làm. Thằng Anh treo võng ngủ trong một ngôi nhà sàn sạch sẽ như là ông chủ. Tôi với thằng Tư, hai đứa làm thịt mấy con gà, cái để ăn, cái kho mặn để dành bữa sau. Thằng Tư lúc hành quân thì đi không nổi, nhưng mấy cái khoản nội trợ thì phải giỏi, hai tay thoăn thoắt, tôi chỉ đứng đó chờ nó sai vật. Mày đi kiếm củ hành coi, có nghệ không? Mày coi có mì chính, bột canh, tiêu ớt, vân vân. Nó sai tôi đủ kiểu. Công nhận sướng thật, lính nhà ta tha hồ ăn sang, ăn kiểu nhà giàu phung phí. Thịt con heo chỉ lấy mấy cái đùi, bộ lòng chỉ lấy gan tim, còn gà vịt thì bỏ đầu bỏ cẳng. Một đêm nằm nghỉ tại đây để ăn, để bù lại những ngày đói rét. Tôi cũng kiếm được chiến lợi phẩm cho riêng mình, đó là cái mền US mới cứng, tuy mang hơi nặng nhưng ấm lắm, khỏi lo trời lạnh. Một đêm yên bình trôi qua, thật ấm áp với giấc ngủ thật ngon nơi căn nhà sàn của tụi địch. Mặt trời đã lên cao, lúc này chúng tôi được lệnh hành quân, chuẩn bị đưa đội hình vượt lên trục đường vận tải hậu cứ. Ba thằng tôi chụm đầu lại trên tấm bản đồ, phân tích đường hành quân. Đến đây chúng tôi không còn lo sợ gì nữa, vì thứ nhất, đây là hậu cứ phum làng của tụi post thì chắc chắn sẽ không có mìn. Vì mình bất ngờ tấn công đến tận sào huyệt, tụi nó chỉ biết bỏ của chạy lấy người. Thứ hai là đường hành quân và điểm đến dễ dàng hơn bởi một con đường vắt từ sào huyệt cứ điểm
tụi sư 801 của chúng về ban Padum của Thái và thường xuyên lên cứ điểm ba biên giới dưới chân đồi 555 và một đường cắt về đồi 743. Rồi đến cứ điểm núi cụt của bọn CJK, hành quân ta lại hành quân. Đường chiến dịch vẫn còn dài phía trước. Mùa xuân cũng sắp về, chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc ta. Những cây mai rừng nở hoa như đón chào những người lính chúng tôi đang nở nụ cười chiến thắng. Mùa xuân đầu tiên của cuộc đời lính. Đơn vị tôi chiếm giữ cả một vùng rộng lớn dọc theo tuyến đường hậu cứ của tụi Pốt. Nơi đây tụi Pốt bỏ chạy, để lại những nhà kho, vũ khí ven đường nhiều lắm. Nào là kho đạn, kho súng, kho quân trang, kho thực phẩm, kho gạo, nhưng nhiều nhất là các kho chứa đạn B-40, B-41. Tôi tò mò vào quan sát từng nhà kho, chúng chặt cây rừng làm thành một cái sàn chừng 20 m², chất đầy hàng hóa, rồi lấy bạt đậy lại. Khoảng cách chừng 30 m là một hoặc hai kho như vậy, kéo dài theo ven đường gần 4-5 cây số. Trên đường đất mở tạm trong rừng, chúng vứt lại cả mấy xe ô tô. Ngày đó tôi lại tăng cường phối thuộc cho đại đội 5, đơn vị cứ chốt đoạn đường này được một hôm lại di chuyển tiếp đến đoạn đường phía trước. Mỗi một đoạn đường là một kỷ niệm khó phai. Màn đêm buông xuống, từng đàn mối rừng đen kịt, nó to bằng đầu chiếc đũa ăn cơm, hai cái răng nó quơ quơ bò khắp mặt đất cả bầy, nghe rạo rạo, nó lì lợm không sợ bất cứ điều gì. Tôi vô tình thò cái chân xuống đất là nó đớp một phát, hai cái càng chéo vào nhau ghim vào da thịt đến phọt máu. Sáng ngủ dậy, đàn mối cũng trốn đầu mất tiêu, nhưng đôi giày của tôi chỉ còn hai chiếc đế cao su. Cái mền US-9 lệ phẩm mà tôi cố gắng mang theo giờ cũng còn hơn một nửa. Tôi nửa khóc nửa cười, không biết phải làm sao. Tôi cầm hai chiếc đế đi chân đất đến ban chỉ huy của đại đội, định để trình bày mình bị mất đôi giày vì bị tụi mối của Pốt rơi trong đêm. Vừa tới nơi, thấy tôi, mấy anh trong đơn vị cũng cười như mếu, tưởng mình tôi bị vậy. Té ra anh nào cũng bị rơi, không nhiều thì ít. Anh Ngon đại phó thế vậy, đành nhường cho tôi đôi giày của anh, còn anh đem theo đôi dép dọ nữa. Tao ưu tiên cho thằng Thành Con trước, vì nó là trinh sát, còn mấy thằng mày lấy quai cao su luồn vô làm dép mang tạm. Anh Ngon quyết định vậy, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Hôm nay là ngày mồng một Tết, khoảng trời thật bình yên, thơ mộng giữa núi rừng ba biên. Những tiếng súng đã lặng yên như nhường chỗ cho những làn gió mùa xuân se se lạnh. Tôi mắc võng nằm cùng chỗ ban chỉ huy, nghe nhạc mùa xuân qua cái máy thông tin 15W. Phần quà Tết được các đồng chí vận tải chuyển đến cho mỗi người chúng tôi được 3 chiếc kẹo, 1 gói thuốc lá hoa mai, 1 cái khăn mặt, 1 cái quần đùi kèm 1 lá thư của các em học sinh trung học ở quê nhà. Tôi không hề biết nhưng cảm thấy thân quen, tình cảm đến lạ thường. Một đêm của mùa xuân trôi qua trên cánh võng. Sáng mồng 2 Tết, đơn vị lại hành quân trên trục đường tiến về đồi 555. Bỗng nghe tiếng pháo địch đề pa từ bên đất Thái, rồi tiếng rít rợn người kèm theo những tiếng nổ kinh hoàng của đạn pháo. Mảnh đạn bay vèo vèo. Tôi nhảy vội xuống một con suối gần đó, chui vào cái hốc đá bên bờ suối. Làn pháo đã qua đi. May quá, cả đơn vị không ai bị gì, chỉ đồng chí anh nuôi bị mất cái đít xoong quân dụng vì bị mảnh pháo cắt ngang. Hôm nay đơn vị lại dừng quân tại một phum nữa. Phum này cũng của tụi Pốt, rộng lớn, nằm trong thung lũng của vùng ba biên trước ngọn đồi 555. Tôi lúc này cũng tranh thủ đi tìm món gì cải thiện bữa ăn, rồi xách súng men theo bìa rừng đến một con suối. Ở đây toàn là những tảng đá to chồng chất lên nhau. Định bụng sẽ kiếm thêm ít cải tàu bay hay nấm mèo. Bất chợt tôi nghe có tiếng khóc oe oe của trẻ con, lúc xa lúc gần. Tôi định thần tựa lưng vào vách đá lắng nghe. Tiếng khóc rõ hơn, tôi nhẹ nhàng tiến đến. Từng động tác lanh lẹ bám nắm, tôi phát hiện có một cái hang đá cạn. Tiếng khóc của trẻ con cũng vang ra từ đó, và nghe cả tiếng người mẹ vỗ về ê a. Tôi mở khóa súng, nấp về một bên hô lớn: "Lực đây lên, ót khởi nhom bay ngóp."
đưa mũi súng lên trời. Tôi bóp cò, tiếng súng vang lên giữa núi rừng nghe chát chúa, xóa tan sự im lặng lạnh lùng. Từ trong hốc đá, một người phụ nữ bước ra, tay bế một đứa con quấn trong một cái khăn, còn đỏ hòn, oe oe khi mặt trời chiếu vô mặt, vai mang một cái túi vải màu đen, ngơ ngác nhìn. Tôi ra hiệu cho cô ta tiến về phía trước. Mới nghe tôi hô, tưởng tôi biết rành tiếng Khmer lắm, nhưng không phải, tôi chỉ biết mấy từ như vậy. Vì lúc đi học nghiệp vụ trinh sát đánh bắt tù binh, nên mới biết mấy từ này thôi. Quan sát thật kỹ, tôi mới dám tiến lại, ra hiệu, hỏi cô có ai đi cùng không, và còn ai trong hang không. Cô ấy lắc đầu, và cô giơ một ngón tay, rồi chỉ vô người. Tôi hiểu là cô nói chỉ có một mình thôi. Tôi tạm yên tâm, ra hiệu bảo cô ấy đi xa ra. Tôi rút chốt quả lựu đạn, tung vào cái hang. Lúc này mặt trời lên cao hơn, những tia nắng sớm như rọi thẳng vào người, nghe nóng rát. Tôi chỉ đường cho cô gái ấy bước đi ra hướng đường lớn. Tôi theo sau chừng 2 mét mà không ngừng cảnh giác, trong đầu suy nghĩ lung tung, nhưng tiếng khóc của đứa bé làm tôi mủn lòng. Những bước đi yếu ớt của người phụ nữ kia cũng làm lòng tôi rung động hơn. Ra đến đường lớn, đây là con đường chính của tụi Pot xuyên qua suốt cả vùng Ba Biên này, nhưng giờ đây bộ đội ta đã hoàn toàn làm chủ. Tự nhiên tôi cảm thấy mình không nên căng thẳng quá, và cái tình của con người không ngăn được giữa địch và ta. Tôi đến mang sách giúp cô ta. Được một đoạn, cô gái ấy gần như không đi nổi, tôi lại ôm con giúp cô ấy luôn. Giờ tôi lại đi trước, cổ lại theo sau. Trời ơi, sao mà giống như hai vợ chồng vậy chứ, có phải tù binh đâu. Tôi mong cho mau tới đơn vị, sao đoạn đường xa quá. Lúc này bỗng có tiếng xe của các cán bộ sư đoàn đi thực địa chạy đến. Tôi ra hiệu dừng xe và bàn giao lại cái cuộn nợ bất đắc dĩ này. Chiếc xe lao đi trong bụi mù. Tôi đứng nhìn, mong cho hai mẹ con họ được bình yên. Tôi quay về đơn vị. Thấm thoát, vậy mà hôm nay đã là mồng 6 âm lịch. Tôi được đi địa hình với các cấp chỉ huy, vượt đồi yên ngựa 612, do thám trận địa địch trên đất Thái. Đoạn đường rừng âm u, xuyên dưới những cánh rừng già ngút ngàn, vượt qua từng mỏm đá, bình độ cứ cao dần, rồi cái cảnh tượng hãi hùng lần đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy. Từng xác chết trưng phình, bốc mùi hôi thối không thể tưởng tượng nổi. Một xác, hai xác, ba xác, bốn xác, đến cả hàng trăm cái xác chết ngổn ngang trong mọi tư thế. Người già có, người trẻ có, con gái con trai, đàn ông đàn bà, người thì lõa thể nằm chỏng trơ, túi xách ba lô, giỏ đựng vương vãi theo lối đi lên, áo quần rách nát đầy máu khô đã sậm màu. Chúng tôi đi mà không dám nhìn đến tường tận, mùi hôi thối đến ngập thở cả một góc rừng. Bất chợt có một bà già vẫn còn sống ngồi co ro bên những cái xác. Thấy chúng tôi, bà không hề sợ hãi mà như đang sẵn sàng chờ đợi cái chết. Trong đoàn cũng có anh biết tiếng, hỏi muốn đưa bà về, nhưng bà quyết không chịu. Bà muốn chết tại đây cùng con bà, rồi bà chỉ tay về cái xác chết gần đó. Thuyết phục bà không được, chúng tôi đành để lại cho bà cục cơm vắt, bánh lương khô và một bi đông nước. Chúng tôi tiếp tục hành trình làm nhiệm vụ. Chiều muộn khi quay về, chúng tôi đã thấy bà già lúc sáng cũng đã chết khi miệng vẫn còn ngậm cục cơm. Chúng tôi vừa đi vừa chạy cho kịp lúc màn đêm buông xuống giữa khu rừng đầy ám khí này. Ôi chiến tranh, mất mát và đau thương nào anh muốn, nhưng làm sao tránh khỏi sự tàn nhẫn mà chính nó đã đem lại, sự tàn khốc của cuộc đời. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.